các mẹ bò 5 tháng đã chuẩn bị gì cho công cụ làm bò sữa vừa nhộn của mình chưa? Nếu mà chưa thì cùng mình ghé VinaQuick để tham khảo các máy móc có trong combo bò sữa hen. Ở giai đoạn này thì mình ưu tiên tìm hiểu các loại máy hút sữa trước. Vì lần đầu làm mẹ nên mình cũng chưa biết là sẽ cho con ăn như thế nào thì máy hút sữa sẽ giúp mình trong công cuộc này. Ngoài ra máy hút sữa cũng sẽ giúp mình kích thích nhiều sữa hơn nè, sữa về đều đặn hơn. Hiện tại trên thị trường thì sẽ có hai loại máy hút sữa, sẽ có loại có dây và có loại không dây phù hợp cho các nhu cầu khác nhau. Ưu điểm của loại có dây là sẽ hút kiệt hơn nhưng mà mình phải ngồi yên một chỗ. Còn không dây thì đa số sẽ không hút kiệt bằng nhưng mình có thể mang đi nhiều nơi, phù hợp với các mẹ tự trong có một mình hoặc là sau này khi đi làm mình có thể tận dụng. Máy tiệt trùng thì VinaQuick có nhiều loại lắm nha, như là tiệt trùng bằng hơi nước hoặc là tiệt trùng bằng tia UV. Thời gian gần đây các mẹ chuộng sử dụng máy tiệt trùng bình sữa UV hơn vì có thể tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn cho bé, mình cũng có thể dễ dàng sử dụng và bảo quản nữa. Máy tiệt trùng thì có Ecomom, Fast hoặc là Henim. Chi phí thì dao động từ 2 củ cho đến 6 củ. Tham khảo thị trường Mobis rồi mới biết là máy hâm sữa cũng có hai loại. Loại di động thì thiết kế nhỏ gọn, sữa sẽ được làm nóng trực tiếp với máy. Còn loại có dây thì sữa sẽ được đặt ở trong bình và máy sẽ làm nóng nhưng sẽ không trực tiếp tiếp xúc với lại sữa. Loại này sẽ vệ sinh hơn nhưng mà máy móc cũng sẽ lỉnh kỉnh hơn một chút. Xương thì combo làm bò sữa cũng tốn của mình khoảng mấy củ rồi đó các mẹ. Vậy nên mình cũng đang cân nhắc có nên mua thanh lý lại các máy này hay không. Các mẹ cho mình xin ý kiến với nha. Và đừng quên follow Matida để trở thành những mẹ bầu vừa vui vừa khỏe. Bye bye.